Ồ, ta định bảo đánh Zig nhưng mà vấn đề là Rai AP rồi, Echo nó cũng AP rồi, nếu anh em mình chơi con Zig nữa thì full AP à, bro. À, phải chơi sát thương vật lý rồi. Varus thì vậy. Cũng nhanh kiểu nó lên level 3 ông ơi. Ngon. Veo cóc làm gì ấy, trôn à? Trôn rồi. Lại trôn này. À, tội có rừng tôi mà. Ok, mất một cái. Đèn thế. Giết đó. Không kia không giết à? Hồi máu à. À, không được. À, giết được một thằng rồi. Một đối một về farm bot. Thế mà cũng không chết được luôn. Gì vậy? Sợ thế nào? Ý, gọi là bấm W có khi là chết rồi. Mỗi lần bấm W đó các bạn phải chờ thêm nửa nhịp. Về ra rồng. Mất cái lớp giáp rồi. Đang tụ mãi đợi nó chung chiêu được rồi. Hết chiêu e. Livestream vui vẻ. Cảm ơn bạn nhiều nhá. Chết được đâu. Ron không? Đấy. Nice. Nè, làm trận Zig bot đi, bây giờ đang hot quá. Căng đấy nhở? Băng trụ luôn mà, chết. Rồng đi các bạn. Chấm máu hiểu không? Lát thế ở được lát nữa mà 700 ping ném bom đi hấp nhìn thấy bom bay ra luôn
Mình né được cũng đéo hiểu sao mình né được luôn. Đá nó. Cái cô làm gì ấy? Áp rồng này 16 xong rồi nó áp k à 26 chứ. Ai, thằng 4 đến 5 đúng không ta? Hơi khó. Cứ về nhà đi các bạn. Biết đâu thắng trận này. Hay quá Lee Sin ơi. Sao Lee Sin vẫn combo mượt thế nhở? Thì chắc chắn là nó không lag rồi. Thằng Lee Sin mà combo mượt như thế nghĩa là nó không lag. Nhà đi các bro. Ok. Từ từ đứng đây Aram tiếp. Chúng ta chỉ chơi Aram thôi. Cho nó bốc, à cho nó về, mình nhiều mana lắm. Gần 3.000 mana cơ mà, mới hết một lượt thôi. Chết vậy nồi. Ê bạn ơi. Ok bạn ơi, thắng rồi. Dù ping tôi rất cao nhưng không sao, chúng ta đã thắng. Game thắng chỉ với 4 người. Thằng này cũng bị lag này. Có nghĩa là có người bị, có nhiều người bị lag luôn ấy. Thật ra ấy, thì con Zeke nó đang chỉ số đang quá lỗi, thành ra nó OP và nó có tỷ lệ thắng lớn nhất đường dưới. Nhưng mà tôi cũng không tin là một game lag như thế mà chúng ta vẫn thắng. Làm trận V. Sợ gì. Xa vậy à? Okay. Vàng Lissandra có thể nếu chúng ta chơi gang bang nữa thế chết luôn chọc TC mà làm sao chạy được. Kìa 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 kìa. Akali có tele, Galio có ấy. Có R mà. Tới này. Đó, thứ giả ăn trụ boss luôn. Khó chịu tí. Galio làm gì ấy? Không hiểu Galio làm gì luôn. Đó. Tôi pick con này chỉ để làm vậy thôi mà. R sẵn sàng nhưng mà quả đấy team nó hết chiêu để theo rồi. Đánh phải có đồng đội theo chứ. Team nó có gì đâu, ngoài mỗi cái trụ ngoài. Giết luôn, support nó có gì đâu. Ra vào đấm nhau. Chắc là giết được thôi, Akali nó mạnh mà. Nice.
chung là trận này team nhìn hơi toang. Anh em mình chơi chiến thuật một chút là chọn một con nào nó không quá bánh cuốn. Thôi thì thôi. Ôi. Phải chết thôi. Từ từ tôi phải lui lại chứ. Nó có mắt luôn. Bắn hơi ảo ảo ý. Vậy là có hai mạng. Hết mana. Đủ mana một quy rồi. Chả giật được e. Bên. Nó đơn giản thế nhỉ. Ash B. Ash mưa kiếm. Chọn được 3 nguồn đam phép à. Để tao tím trước cũng được. Đi vào tốc biến. Đấy. Ôi đấm hụt à. Không bắn được phát nữa. Toàn rồi. Về đi. Đấm hụt, đấm bằng gì nó đỡ. Ui, vẫn chết. Rồi này, choáng nó. Thế nó không né được. Chắc cần từ dưới luôn. Ok. Tôi chết luôn à. Khó ạ. Ôi, nó chạy nhanh lắm. Buồn. Mình cũng chẳng cần gì. Để hơi ít mana thôi. Cứ đánh thôi. Ra ngoài làm sao được, làm chậm thì thế kia mà. Chắc là nên về ấy. Để ạ. Về chứ. Lát nó hết mana. À, lát nó hết máu, tôi thì hết mana. Hụt rồi. Không có giọt mana nào luôn. Được phát đại băng tiễn thì đại băng tiễn rồi. Toang ạ. À. Lắm tốc biến ấy hả? À? À, mưa kiếm vừa đủ giết rồi. Định chạy à? Đợi hết giáp đi. Đấy. Đừng Aram cho nó tốc rồi. Hay, không có đấy là hợp lý á. Choáng con Jin, choáng con Jin. Ui, sập đông quá. Trừ khi nó tốc biến quá. Ăn nốt, ăn nốt, ăn nốt. Okay. Chữa đầu luôn, mất cái tốc biến luôn. Tán hộ á. Chết. Tham ạ. Tham lam, còn chiếc nghịt. Căng thế nhở. Bong ở giữa trụ này xong con lắc lại là người chết luôn kìa.
Có rồi. Ôm hết trong trụ à? Cay là nó sao trâu lắm. Mình trâu thật sự luôn. Đấy, đồ cuối là cuồng đao nữa. Đó. Mua 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 vẫn mua được. Chị Camille á, Samira cũng được. Đúng. Xuống thì cũng vậy à, xuống làm gì được. Không cần luôn ạ. À, đây giết nó kìa. Giết con nào vậy không? Cái à? Tao ấn W thì nó chặn luôn, không cho ra chiêu. Mèo thanh trụ à, ngon à, ui con rắc vẫn bị chết. Càng vãi nồi. Sao quá nhỉ? Đây à, vẫn búp lên được phát nữa. Rồi lùi đã. Tôi hết vẹo rồi. Hồi máu phê nhá. Quả thật. Wow, cũng khỏe nhưng mà vẫn quá. Chết. Ở đây nè. Nói chung khó là tìm nó. Phải định bắt mình à, nhưng mà bị con Sylas vã tan xác rồi bro. Rồi lại tiệm cận kim cương một. Ui, một trận nữa là lên này.